Nè, kính chào quý bà con anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình với Bách Thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình cho Bích Thái thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, anh chị, các bạn, thì tình giá mít Thái hiện nay thì tiếp tục đang duy trì ổn định ở mức rất là cao, do đợt này thì lượng mít tới lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì còn rất là ít. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít kem lớn dao động từ 41.000, kem nhì là 27.000, kem nhì là 21.000, kem ba dao động từ 11.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ cái động từ 5.000 tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn đang dao động 42.000, kem nhì là 22.000, kem ba dao động từ 12.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ động từ 5.000 tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn dao động từ 43.000, kem nhì là 23.000, kem ba dao động từ 13.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ cái đồng từ 6.000. Dưa mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dưa mít. Khu vực miền Đông hiện nay như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, huyện Vũng Tàu, khu vực miền Đông hiện nay thì mít kem lớn dao động từ 34.000, kem nhì là 19.000, kem ba dao động từ 9.000. Chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ cái đồng từ 3 đến 4.000 tại khu vực miền Đông. Khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động mức từ 33 đến 34.000, kem nhì là 18.000, kem ba dao động từ 8.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ cái đồng từ 3.000